Bây giờ chúng ta lại đi tiếp cái đoạn video tiếp theo. Các bạn thấy là hàng ngày mình đều chia sẻ, và các bạn nhớ lên kênh YouTube của mình nhé. Mình nghe rất là nhiều bạn hay nói mình là làm sao để thuyết phục người thân của em một cái công việc gì đó. Đặc biệt là các bạn mà đi học các cái chương trình làm chủ doanh nghiệp của mình về, là các bạn bị cản trở một cái cản trở vô cùng lớn, là ba mẹ, người thân, chồng, vợ, anh chị em liên tục gì à? Liên tục cản trở bạn và không cho bạn ra làm kinh doanh à, và liên tục cản cản trở à. Và cái câu chuyện này mình được nghe nhiều người tâm sự hoài, và hôm nay sẵn cơ hội này mình chia sẻ cho các bạn nó có bốn cách. Mấy cách các bạn? Bốn cách. Cách thứ nhất là chúng ta thuyết phục bằng tình cảm à. Như thế nào là bằng tình cảm? Chúng ta vẫn sống chan hòa yêu thương vợ, yêu thương con, dùng cái tình cảm yêu thương để mà chúng ta thuyết phục. Chúng ta đừng có đấu tranh. Có nhiều người không quen cách về cứ đấu tranh mà y như là cãi lộn, y như là hai chữ tiếng vậy. Thì làm sao mà thuyết phục được? Chúng ta phải thuyết phục bằng tình cảm, yêu thương, mua quà, mua cáp, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cái cách đó người ta gọi là cái cách dùng bằng tình cảm. Càng tình cảm thì người ta càng dễ chấp nhận, càng không có tình cảm thì người ta lại càng không chấp nhận. Và có những người cái tính cách họ họ thích dùng tình cảm, bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta nghĩ xem cái cách này chúng ta có ứng dụng được không. Cái cách thứ hai là chúng ta dựa vào bằng chứng khoa học, chúng ta chứng minh ra được cái số liệu. Số liệu rất rất là rõ ràng. Ví dụ là học đại học thì hàng năm rất là nhiều, bao nhiêu người ra thất nghiệp, bao nhiêu người làm việc rất là lâu rồi mà lương không có cao. Cái mức độ thành công của họ 10 20 năm sau họ mới thành công. Nhưng mà chứng minh ra được là lượng người ra kinh doanh thì ít. Có ai ra kinh doanh mà thất nghiệp đâu. Chỉ có một số người họ thất bại bởi vì họ không biết cách làm. Các bạn nhớ ra chứ có ai ra kinh doanh mà thất nghiệp đâu. Rồi chứng minh ra được là những người ra kinh doanh thì họ rất là thành công, họ giàu có. Chứng minh, ví dụ là chúng ta chứng minh ra số liệu. Tuy nhiên cũng phải đi liền với thuyết phục tình cảm, nó là sự kết hợp. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và cái cách thứ ba là chúng ta sử dụng đồng minh. Nhiều người thuyết phục người A, thuyết phục người B, thuyết phục người C, có nhiều đồng minh. Các bạn như ủng hộ ta nhiều người ủng hộ ta, hoặc là chúng ta dùng bạn bè của chúng ta dùng đội nhóm của chúng ta để chúng ta chứng minh ra rằng những người chung quanh chúng ta, ồ thấy có nhiều người làm được, ok chưa, thì họ đồng ý làm theo. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và chúng ta cứ từng bước như vậy, chúng ta làm cho họ tin theo mình. Và cái cách thứ tư, cái cách thứ tư là nó tổng hợp trong cả ba cách luôn. Cái cách thứ tư đó là mưa dầm thấm đất, mưa dầm thấm lâu, ok chưa? Nghĩa là cả ba cái cách trên kia chúng ta phải áp dụng triệt để. Cho cái quy trình thứ tư đó là chúng ta phải làm từ từ, mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày một chút thôi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cứ từ từ bước. Các bạn, mình có cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi, các bạn lên để các bạn tìm mua cái quyển sách của mình. Ý ở ở đây là mình, các bạn cứ muốn là người ta phải làm cho mình liền, không không được. Mỗi ngày chúng ta nói một chút, mỗi ngày chúng ta thuyết phục một chút, mỗi ngày chúng ta nói một chút, mỗi ngày thuyết phục một chút. Cái cách cũng như các bạn tập thể dục cũng vậy. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mỗi ngày bạn luyện một chút, mỗi ngày bạn luyện một chút, một chút thì tự nhiên cái sức khỏe của chúng ta nó tốt ra, chứ không phải là sáng đó chúng ta ra chúng ta chạy cái sức khỏe chúng ta nó tốt liền. Thì cái cách thuyết phục cũng cũng như vậy. Vậy thì chúng ta có bao nhiêu cách? Các bạn, cách thứ nhất là mưa dầm thấm lâu đúng không? Cách thứ hai là chúng ta sử dụng tình cảm, cách thứ ba là chúng ta sử dụng đồng đội, và cái cách thứ tư là chúng ta sử dụng những cái mối quan hệ bằng chứng khoa học. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và mình rất là tin và cái này là cũng trong những trong nguyên tắc đàm phán rồi cũng vậy thôi. Sau này mình tin rằng là với cái phương pháp này các bạn sẽ thành công. Mình kể cho bạn cái câu chuyện này. Có một bạn là chưa bao giờ đi nước ngoài, và hàng năm thì mình hay tổ chức những cái chuyến đi Singapore, và mình dẫn các bạn đi để các bạn biết, dẫn đi học tập va chạm để biết các bạn. Thì bạn nói chồng không không cho đi, mà nói áp dụng mình chỉ bốn cái phương pháp này, và bạn về bạn phải thuyết phục mỗi ngày một chút, mỗi ngày chút, chừng cuối cùng ông chồng
quyết định cho đi, mà không những đi mà ông chồng ủng hộ luôn, tại vì ông hộ ra, ông hiểu ra cái việc đi này nó là tốt cho các bạn, nhưng ra điều này chưa, và ủng hộ cho vợ đi Singapore chơi, đi tham quan Singapore chứ, rồi sau cái chuyến đó vợ đi về thì bắt đầu vợ dẫn cả chồng rồi đi, các bạn thấy này tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Vậy hãy áp dụng cái phương pháp thuyết phục này, người thành công là phải thuyết phục giỏi và phải kiên trì. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã xem chương trình này.